Sau hơn một tháng tập trung và thi đấu, cuối cùng đội tuyển Việt Nam cũng đã đạt được cái đích quan trọng nhất mà toàn đội đã đề ra trước ngày lên đường sang UAE. Đó là giành vé đi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Mọi thứ thật chẳng dễ dàng gì cho cầu thủ chúng ta để hoàn thành mục tiêu này. Từ quãng thời gian hội quân ở Việt Nam cho đến khi hành quân sang UAE với rất nhiều những thách thức đã gặp phải. Nhưng rốt cục, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chứng tỏ đúng bản lĩnh của những chiến binh sao vàng bất khuất và lọt vào vòng loại cuối cùng theo một cách không thể xuất sắc hơn. Nhưng thử thách thật sự sẽ chỉ đến với những chiến binh rồng vàng ở vòng đấu loại tiếp theo. Tại đây chúng ta sẽ có nguy cơ phải đối đầu với một loạt các đội bóng được cho là đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á. Vì kết quả phân loại nhóm hạt giống của các đội tuyển tham dự vòng loại cuối cùng sẽ dựa vào thứ hạng có được trên bảng xếp hạng FIFA, nên đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ gặp vô vàn bất lợi trước các đối thủ khác. Cụ thể, với vị trí thứ 13 châu Á và 92 thế giới, những nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018 sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 6 cùng với Liban. Đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong số tất cả 12 đội tuyển góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Để giành quyền có mặt ở đây, đó là công sức và sự cố gắng rất lớn của cả đội để giúp cho bóng đá Việt Nam tạo dựng nên một chiến tích lịch sử hết sức đáng tự hào. Khi đây là lần đầu tiên chúng ta tiến sâu đến vậy ở một sân chơi tầm cỡ như vòng loại World Cup. Nhưng bên cạnh đó, tất cả phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng đây là một bài test có phần hơi quá sức đối với chúng ta. Ngoại trừ đội tuyển Liban đánh giá là đồng cân đồng lạng và có sức mạnh tương đồng, thì những đội bóng còn lại đều được cho là chướng ngại vật thật sự khó chịu, thậm chí là vượt trội về đẳng cấp so với các chiến binh sao vàng. Theo thể thức bốc thăm của AFC, 12 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Mã số của mỗi đội tuyển trong bảng đấu được bốc thăm sẽ tương ứng với nhóm hạt giống của mình, và quan trọng là ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm một cách ngẫu nhiên. Với lại tất cả những đội bóng đã có mặt ở vòng đấu này, họ đều là những thử thách rất khó nhằn và có sức mạnh cực kỳ đáng nể, nên việc đội tuyển Việt Nam sẽ đương đầu với một trong số những cái tên này là điều hiển nhiên phải xảy ra. Đây là thực tế không thể khác được. Nhưng có một sự thật là thực lực của các đội bóng nằm ở 6 nhóm bốc thăm là không giống nhau. Ví dụ như đội tuyển Nhật Bản ở nhóm 1 thì đẳng cấp của họ được cho là hơn hẳn đội tuyển Syria hay Oman ở nhóm 5. Bởi vậy, trong rất nhiều ngày vừa qua, đã có không ít người đã rất tò mò xem đâu sẽ là bảng đấu dễ thở và vừa sức nhất dành cho đội tuyển Việt Nam. Nói vậy không phải là chúng ta mơ đến những cái đích xa hơn như việc giành vé chính thức dự World Cup 2022 ở Qatar vào năm sau, mà là việc sớm xác định được xem cùng bảng với các đối thủ nào sẽ giúp cho thầy trò ông Park có được sự chuẩn bị cần thiết để hướng đến kết quả tốt nhất ở chiến dịch vòng loại cuối cùng dự kiến khởi tranh vào tháng 9 tới. Vậy bảng đấu mà chúng ta mong chờ nhất sẽ bao gồm những đội tuyển nào? Hãy cùng tôi xem nhé! Với những đối thủ ở nhóm 1 và nhóm 2, đây được coi là những thách thức có vẻ như là quá tầm so với cao thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải nằm chung bảng với 2 trong số 4 cái tên này. Nên nếu để được chọn thì cá nhân tôi vẫn sẽ thiên về phương án những ngôi sao vàng, nên cùng bảng với đội tuyển Nhật Bản ở nhóm 1 và Australia ở nhóm 2. Vậy tại sao lại là Nhật Bản và Australia chứ không phải là 2 đội tuyển còn lại? Xét về mặt khách quan mà nói, tuy đều là những con ngáo hộp của bóng đá châu Á, nhưng dẫu sao đội tuyển Nhật Bản vẫn sẽ là đối thủ mà chúng ta muốn gặp hơn là Iran. Không phải là đội bóng xứ sở mặt trời mọc yếu hơn đại diện Tây Á, mà còn nằm ở cách chơi của cả hai đội. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng đối đầu với Iran một lần ở vòng chung kết Asian Cup 2019 cách đây hơn 2 năm. Kết quả là chúng ta đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-0. Nhưng đây không phải là điều đáng bận tâm nhất khi Iran được đánh giá mạnh hơn Việt Nam rất nhiều, nên việc họ giành thắng lợi là điều không quá bất ngờ. Vấn đề nằm ở chỗ đây là một đối thủ rất khó chơi, có sự khác biệt hoàn toàn so với các đội bóng khác của Tây Á. Họ vừa có kỹ thuật tốt, thể hình, thể lực vượt trội, cũng như sự đa dạng trong lối chơi. Có thể tấn công ổn định ở cả bóng ngắn lẫn bóng dài. Cao thủ Việt Nam khi đá với Iran thường gặp bất lợi rất lớn về mặt thể hình khi chúng ta không tranh chấp được. Trận thua ở Asian Cup là một minh chứng cho điều đó. Trong khi đó, Nhật Bản thì lại có lối chơi khác hoàn toàn Iran. Họ đá bóng ngắn, ít chạm và không có sự vượt trội quá lớn về thể hình và thể lực so với chúng ta. Ở tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ để thua đội bóng số 1 châu Á ở thời điểm hiện tại với tỷ số tối thiểu 1-0. Về mặt thế trận, thầy trò ông Park cũng không tỏ ra quá lép vế so với đội bóng mặt trời mọc khi đã tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn rõ rệt, chỉ tiếc là không thể tận dụng thành công. Ở nhóm hạt giống số 2, có lẽ không một ai muốn Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm một lần nữa đụng độ với đội tuyển Hàn Quốc ở các trận đấu thuộc vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sắp tới đây. Đội bóng xứ Kim Chi đã có 2 lần chạm trán với các cấp độ đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 đến nay và giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu đó, nên họ đã quá hiểu chúng ta, hiểu ông Park cũng như cách chơi của những ngôi sao vàng.
Chẳng phải thế mà trong những phát biểu mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất lo ngại về viễn cảnh chúng ta nằm cùng bảng với Hàn Quốc, một đối thủ phải nói là kỵ giờ với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Thêm nữa có thể tạo ra sự khó xử dành cho thầy Park khi ông cũng là một người Hàn Quốc. Bên cạnh Iran thì Hàn Quốc cũng là một trong những đối thủ mà chúng ta muốn tránh mặt nhất ở vòng loại cuối cùng. Với đội tuyển Australia, họ cũng là một đội bóng cực mạnh ở châu Á, nhưng sẽ không thể có được sự am hiểu về bóng đá Việt Nam như Hàn Quốc. Chúng ta cũng từng chưa đối đầu với Australia ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong các giải đấu chính thức trước đây nên ít nhiều, thầy cho ông Park cũng sẽ có thể gây được một chút khó khăn nhất định cho đại diện xứ sở chuột túi nếu có được sự chuẩn bị tốt về cả phong độ và thể trạng. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là những dự đoán của cá nhân tôi. Nhật Bản hay Australia về mặt lý thuyết là sẽ dễ chơi hơn Hàn Quốc và Iran đối với Việt Nam, giúp chúng ta còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng nào đó về cơ hội của chính mình. Chứ nếu nhìn nhận thực tế, mục tiêu để giành điểm với các đối thủ này là không nhiều khi các đội ở nhóm 1 và nhóm 2 đều là những gương mặt tinh anh nhất của châu lục và được dự báo sẽ sớm giành vé tới vòng chung kết World Cup 2022 vào năm sau. Cơ hội có điểm sẽ đến nhiều hơn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo với các đội nằm ở nhóm 3 nếu như chúng ta thêm một lần nữa có cơ hội tái đấu với UAE. Giữa một Ả Rập Xê Út từng nhiều lần tham dự World Cup trong quá khứ thì rõ ràng thầy cho ông Bert van Marwijk là một thử thách dễ nhàn hơn. Chúng ta đã để thua chính đối thủ này ở lượt cuối vòng loại thứ 2 vừa qua, nhưng đây có thể coi là sự trả nợ của đội bóng này cho trận lượt đi ở Mỹ Đình cách đây gần 2 năm, nơi mà đoàn quân của thầy Park mới là những người có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ bị đánh giá thấp hơn, nhưng nếu chơi tốt và có một lực lượng tốt nhất, các chiến binh rồng vàng vẫn có quyền nghĩ đến việc giành chiến thắng trước đội bóng từng lọt vào đến bán kết Asian Cup 2019. Ở nhóm 4 có rất nhiều người đang chờ đợi vào viễn cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng đấu với Trung Quốc. Nếu đặt cạnh một Iraq thường mang đến những kỷ niệm không đẹp thì rõ ràng quốc gia đông dân nhất thế giới là một đối thủ dễ chơi và dễ đá và dễ đối phó hơn rất nhiều. Trên các trang báo của Trung Quốc những ngày qua cũng đã không ít những bài viết đề cập đến khả năng đội bóng của họ sẽ chạm trán với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tới đây. Có hai luồng ý kiến đã được đưa ra, một bên thì cho rằng tuy đang có dấu hiệu chững lại trong vài năm trở lại đây, nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn có đủ khả năng để đánh bại được Việt Nam. Tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc là Sina Sport cũng nhận định rằng chúng ta là một trong hai đội có thứ hạng thấp nhất trong top 12 đội có mặt ở vòng cuối, nên đó sẽ là cơ hội không hề nhỏ dành cho đội tuyển Trung Quốc nếu như hai đội có thể nằm chung một bảng đấu. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhật báo Sina Sport cũng bày tỏ những mối lo ngại nhất định về sức mạnh hiện tại mà tuyển Việt Nam đang sở hữu. Họ khẳng định Việt Nam từng có lúc bị xem là lót đường ở các chiến dịch vòng loại World Cup trước đây, nhưng đã thay đổi bằng cách chú tâm hơn đến công tác đào tạo trẻ và nhanh chóng tiến bộ, đặc biệt là dưới thời ông Park. Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc khi lần đầu tiên lọt vào top 12 và nhìn thấy cơ hội dự World Cup, The Sina Sport cho hay. Một tờ báo khác của Trung Quốc có tên là Sohu cũng cho rằng sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội tuyển hiện tại là không nhiều và cảnh báo đội nhà với sức mạnh đáng gờm của các chiến binh sao vàng. Họ viết, tại vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã có thành tích tốt với 5 trận thắng và hòa 2 trong 7 trận đầu. Dù thua UAE ở lượt đấu cuối nhưng Việt Nam cho thấy thực lực không hề yếu hơn đối thủ. Do nằm khác nhóm hạt giống nên Việt Nam có thể chung bảng với đội tuyển Trung Quốc. Vào thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ không dễ đánh bại họ. Họ mạnh hơn trước và tuyển Trung Quốc có thể thua. Ít nhất đội trẻ Trung Quốc đã bị Việt Nam bỏ xa. Do đó, việc có thể giành được một kết quả tốt trước Trung Quốc là điều không phải là bất khả thi. Đội tuyển Việt Nam đã từng thua Trung Quốc đến 6 lần trong quá khứ, nhưng hiện tại chúng ta đã mạnh lên rất nhiều trong khi đối thủ lại đang có dấu hiệu suy yếu đi trên bản đồ bóng đá châu lục. Với các đội nhóm 5 thì đây được cho là những đối thủ vừa miếng so với chúng ta. Không tính Liban vì nằm chung nhánh đấu, thì các chướng ngại vật mang tên Oman và Syria họ không quá hơn nhiều so với Việt Nam về mặt thực lực và trình độ. Dưới tay cầm quân của ông Park ở cấp độ U23 trước kia thì những ngôi sao vàng cũng đã từng đánh bại cả Oman lẫn Syria. Đó là cơ hội để chúng ta tự tin về cơ hội giành điểm trước các đối thủ này. Một bảng đấu với sự góp mặt của UAE, Trung Quốc, Oman hoặc Syria cộng thêm hai đội bóng vượt trội hơn về đẳng cấp, có thể là Nhật Bản và Australia, sẽ được cho là lý tưởng nhất với đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới. Chúng ta không quá đặt nặng thành tích, sẽ thi đấu với một tinh thần và tâm lý thoải mái nhất, nhưng cũng cố gắng để có được kết quả tốt nhất trong khả năng. Một cơ hội được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm không thể quý báu hơn từ các đội bóng mạnh của châu lục, chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn và có những bài học thật sự bổ ích để tiến xa trong tương lai.